tại sao tôi lại được theo cậu. Gì đây? Cái gì đây? Chứng chết đây cả. Cậu điên à? Để nó sẽ giết tất cả mọi người đấy. Thằng điên này. Bây giờ chúng ta chỉ có một cách duy nhất là trả lại trứng cho T-Rex. Đi. Sống à? Yeah.
Thank you.
cứu em. Tại sao thế hết người không? Em vừa giết con nó đến trả thù. Chết rồi em ơi. Anh đi nhanh về nha, không một giây sợ lắm. Sừng rú này. Nhanh được về nha. Ok.
Thank you.
đi thôi. Ngoại kiếp, nó chạy mất rồi. Nó vẫn chưa đi xa đâu. Nhanh lên.
Thank you.
Xuống đi, xuống đi. Thank you.
Thank you.